Trước thềm chung kết Miss Grand, Đoàn Thiên Ân bất ngờ gặp sự cố trên mạng xã hội. Các fan sắc đẹp Việt Nam đang rất nóng lòng chờ đợi thành tích mà Đoàn Thiên Ân sẽ mang về tại Miss Grand International năm nay. Tối nay, ngày 25 tháng 10, Đoàn Thiên Ân, đại diện của Việt Nam sẽ chính thức bước vào đêm chung kết Miss Grand International 2022, nơi mà Nguyễn Thúc Thủy Tiên đang nắm giữ vương miện. Trước thềm chung kết, mới đây, netizen đã soi ra được khoảnh khắc nàng hậu gặp sự cố nhỏ trên mạng xã hội. Cụ thể, thông tin trên Wikipedia của Đoàn Thiên Ân đã bị chỉnh sửa. Thay vì giành được danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, thông tin này lại cho rằng Thiên Ân chỉ giành được danh hiệu Á hậu tại cuộc thi này. Điều này cũng dễ hiểu bởi Wikipedia là hệ thống nguồn mở, dân mạng hoàn toàn có thể vào đây để chỉnh sửa thông tin. Vì thế, thông tin về danh hiệu Đoàn Thiên Ân bị chỉnh sửa cũng là điều dễ hiểu. Trước đó, các fan sắc đẹp nước nhà cũng không khỏi lo lắng khi Thiên Ân chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh phải ăn cháo, uống thuốc cận kề thời điểm diễn ra đêm chung kết. Song chắc chắn rằng với tinh thần Việt Nam, Đoàn Thiên Ân sẽ chiến đấu hơn 100% sức lực để mang về thành tích tốt nhất. Bên cạnh đó, việc đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp của Thiên Ân đã lên đường sang Indonesia để cổ vũ nàng hậu trong đêm chung kết sắp tới cũng là liều thuốc tinh thần cực mạnh, giúp Đoàn Thiên Ân bung xóa trong đêm chung kết. Kể từ khi Thiên Ân lên đường sang Indonesia thi đấu, các á hậu như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô luôn bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Họ luôn nhắc đến Thiên Ân trong các bài phỏng vấn, livestream để đưa cho cô những lời khuyên. Thậm chí, á hậu Quỳnh Châu còn xuống phố đi bộ để kêu gọi dân tình bình chọn cho Thiên Ân để cô có được tấm vé lọt thẳng vào top 20 chung cuộc.